Hiya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay lại là một bài viết của tác giả Ngân. 10 sự thật thú vị về tình dục có thể bạn chưa biết. Thứ nhất, làm tình nhiều không làm cho cô bé bị rộng ra. Có một quan niệm hiện nay vẫn còn rất phổ biến ở trên mạng là quan hệ tình dục nhiều hoặc là với bạn tình có kích thước lớn có thể làm cô bé bị rộng ra, trông như là miếng thịt bò nướng xấu xí vậy. Điều này không hề đúng, bởi vì âm đạo có một độ đàn hồi co giãn rất là tốt. Dù bạn có làm tình bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô bé vẫn trở lại nguyên dạng ban đầu sau khi quan hệ. Cô bé cũng có thể nới rộng ra cho phù hợp với mọi kích cỡ của dương vật và trở lại kích thước bình thường sau khi kết thúc cuộc mày mưa. Thứ hai, chúng ta nói về tình dục nhiều hơn, nhưng mà lại ít làm tình hơn. Tình dục hiện nay được đề cập một cách cởi mở và thoải mái hơn trên các phương tiện truyền thông, nhưng điều này lại không có nghĩa là chúng ta làm tình nhiều hơn. Theo một nghiên cứu năm 2017, những người Mỹ có hoạt động tình dục cho thấy họ quan hệ ít đi 16 lần mỗi năm kể từ năm 2010 cho đến năm 2014, so với từ năm 2000 cho đến năm 2004. Ngoài ra, ở một nghiên cứu khác, người ta nhận thấy là những người trưởng thành trên 30 cũng ít cảm thấy hạnh phúc hơn. Còn Việt Nam thì thế nào nhỉ? Không biết có nghiên cứu nào không? Thứ ba, khi nói về khoái cảm, chu vi dương vật quan trọng hơn chiều dài. Nhiều bạn nam thích so sánh chiều dài dương vật với nhau, khiến không ít người nghĩ càng dài thì lại càng sướng. Nhưng mà thực chất, chu vi của dương vật mới là thứ đáng để tâm đến. Nicole, một nhà nghiên cứu sinh lý học tình dục tại Đại học California, giải thích rằng âm đạo có độ co giãn và đàn hồi tốt, nên chu vi hoặc chiều rộng của dương vật mới quan trọng đối với khoái cảm của phụ nữ. Thứ tư, dập như mấy khâu không làm hầu hết bạn nữ sướng hơn đâu. Bạn hãy quên những gì thấy ở trong phim khiêu dâm hoặc là những chuyện hentai đi. Đẩy nhanh, đẩy mạnh không làm hầu hết phụ nữ thích thú và nó có thể gây đau đớn cho họ nữa. Vị trí phổ biến mà phụ nữ dễ cảm thấy đau khi quan hệ chính là ở tiền đình âm hộ, ngay dưới lỗ âm đạo, nơi có lớp da mỏng căng ra bên dưới lỗ này, rất dễ bị rách và mài mòn khi gặp ma sát nhiều. Đó là lý do mà đa số phụ nữ cảm thấy đau rát, khó chịu khi thời gian quan hệ kéo dài, hoặc là bạn nam chỉ biết hùng hục đẩy ra đẩy vào. Thứ năm, đàn ông có thể đạt cực khoái mà không cần xuất tinh. Điều này có làm bạn ngạc nhiên hay không? Cực khoái và xuất tinh là hai phản ứng sinh lý khác nhau ở nam giới. Sanef Pilit, nhà giáo dục tình dục và là tác giả của cuốn Living an Orgasm Life, cho biết mặc dù xuất tinh thường bị đánh đồng với cực khoái, nhưng thực tế cả hai xảy ra liên tiếp một cách nhanh chóng và cực khoái đến trước khi xuất tinh và giảm dần trong khi xuất tinh. Như vậy, đàn ông có thể học cách tách biệt cực khoái và xuất tinh để có thể đạt được một hoặc nhiều cực khoái cho mỗi lần xuất tinh. Thứ sáu, bạn muốn làm việc hiệu quả hơn, hãy làm tình nhiều hơn khi ở nhà. Quan hệ tình dục có thể giúp bạn thăng chức trong lần đề đạt tiếp theo. Ý mình không phải nói là ngủ với sếp của bạn đâu nha. Theo một nghiên cứu do Đại học bang Oregon thực hiện, một đời sống tình dục hạnh phúc có liên quan đến việc cải thiện mức độ hài lòng trong công việc. Cả hai điều này có thể giúp thúc đẩy sự nghiệp phát triển của bạn. Thứ bảy, số lượng đàn ông có ham muốn tình dục thấp cũng nhiều như phụ nữ. Bạn có nghĩ rằng đàn ông thì lúc nào cũng sẵn sàng lên giường với phụ nữ không? Stephanie, một nhà tâm lý học và nhà trị liệu tình dục cho biết, thực tế thì số lượng các cặp đôi hoặc là cặp vợ chồng phàn nàn người đàn ông có ham muốn tình dục thấp cũng nhiều không kém. Vì vậy, chúng ta cần loại bỏ đi định kiến rằng đàn ông chỉ biết nghĩ đến chuyện đó và luôn nắng hơn phụ nữ.
Thứ 8, thực ra trứng chủ động chọn tinh trùng cho vị trí quán quân. Hầu hết thì chúng ta đều nghĩ rằng sự thụ thai giống như một cuộc đua. Nơi tinh trùng nào bơi nhanh nhất sẽ giành chiến thắng và truyền lại gen của nó cho đứa trẻ sắp ra đời. Nhưng có một nghiên cứu ở Đại học Manchester và Đại học Stockholm, Thụy Điển đã cho biết rằng đây là một trong những sự thật về tính dục mà chúng ta nên quên đi. Thực tế, trứng tiết ra một số chất hóa học để chủ động chọn tinh trùng nào là người chiến thắng may mắn trong cuộc chiến sống còn này. Và cơ sở để chọn lựa được là dựa trên sự tương thích về mặt di truyền. Vì vậy, không phải tinh trùng nào chạy nhanh nhất cũng sẽ là người chiến thắng. Thứ 9, tình dục không nhất thiết phải đạt cực khoái. Hầu hết thì chúng ta nghĩ rằng quan hệ tình dục phải kết thúc bằng một cực khoái thì mới trọn vẹn. Đây là suy nghĩ khá là tai hại đối với mọi người thuộc mọi xu hướng tính dục và giới tính, vì nó có thể gây ra áp lực quá mức và tạo ra lo lắng không cần thiết, hay kẻ thù của khoái cảm trong tình dục. Tiến sĩ Martha ở trong cuốn sách Love, Sex and Everything in Between đã viết là tình dục thực sự nên là những điều kích thích, thú vị và thỏa mãn cho cả hai, dù điều đó có thể đạt được thông qua giao hợp hay bất cứ cách nào khác. Đạt mục tiêu nhất định phải đạt cực khoái, không những phi thực tế mà còn khiến cho bạn không thể tận hưởng trọn vẹn quá trình. Cô còn nói thêm, phần đông phụ nữ không đạt cực khoái thông qua giao hợp, nhưng họ vẫn thích làm tình bằng hình thức này vì cảm giác dễ chịu khi được lấp đầy, cùng với sự gần gũi về cảm xúc và sự thân mật đến từ việc khiến cho nửa kia cảm thấy khoái lạc, sự hài lòng nằm trong mắt của kẻ si tình. Số đông phụ nữ chưa bao giờ đạt cực khoái vẫn có thể mô tả đời sống tình dục của họ là viên mãn. Cá nhân mình thì thấy điều tác giả nói là đúng. Có những lần quan hệ mình không đạt cực khoái, nhưng chỉ cần đối phương thấy khoái cảm cũng đủ để mình cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc rồi. Điều thứ 10, bao cao su không ảnh hưởng nhiều đến khoái cảm. Lần tới khi anh chàng của bạn phàn nàn về việc dùng bao cao su không sướng thì hãy cho anh ấy xem nghiên cứu này. Số đàn ông và phụ nữ thích quan hệ tình dục với bao cao su cũng nhiều như chơi trần vậy. Trên thực tế, bao cao su thậm chí có thể làm cho quan hệ tình dục tốt hơn nhờ những cải tiến mới giúp tăng cường khoái cảm. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.